cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video này, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần biên bản về trận bán kết của giải cờ tướng Thượng Hải Bôi năm 2021 diễn ra giữa danh thủ tòa nhóm lỗi cầm biên đỏ Đi Tiên và Thân Bằng. Đây là ván cờ trước của hai anh, bởi trong hai ván cờ đầu tiên ở cờ chậm và cờ nhanh đều có tỷ số hòa. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ. 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 Và sau tình huống cờ trên, bên tiên cầm vào chạy qua đường 6 thì bên đen trong thực chiến cảm thấy áp lực tấn công về phía bên mình là quá nhiều. Thân Bằng cũng đã bung cờ xin thua trong ván đấu trên để nhường đường vào chung kết của giải cờ tướng Thượng Hải Bôi dành cho danh thủ tòa nhóm lỗi. Kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn phần biên bản về ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.